Em đấu giá 4 bộ tinh hồng trước anh em nhá, một bộ một này. Ai có 7 nào ta, ai có 7 nào em 60 mà em bị ấm kinh nghiệm mất tiêu rồi, ai có 7 cho em thác kinh nghiệm đó. Lên 5 vô ngôi đi anh Peter cho một slot này. Đấu giá anh ơi, đấu giá anh em ơi. Đấu giá này. 5 vô ngôi, 5 ngôi đi rồi BM canh bang đi tập đồ cho này. Ai có 7 7 cái đồ tên xịt vé với anh em ơi. 2k em ơi, 2k kìa anh em ơi. Mấy bộ mày Quyền ơi. Từ đấy anh em ơi, để bốc lên một anh em để bốc lên anh em nào ấy trên đợi tí 10 phút để đấu giá xong rồi anh em trên sau. Anh em đấu giá kênh bang thì anh em. 2 kim 5. Có 4 bộ thôi nha anh em. Có 4 bộ thôi. Hiện tại không có tiểu lên là tinh hồng bảo thạch hay vừa không có đâu, chỉ có trong YouTube bang này thôi. Bang mình là được nhiều nhất được 4 bộ anh em ạ. 2k5 kìa anh em ơi, em cũng được đấu nha. Ừ. Anh em cũng được đấu đâu. Đấu đi. Anh em kích cho thằng Quyền lên 4 kim để nói. Thằng Quyền đấu là Quyền đấu đâu. Thằng Quyền đấu là kích đi. Đúng rồi. Thằng Quyền đấu là kích cũng là người em cũng là người. Ừ, bị đồ sát nhưng mà đánh lại giành lại bãi rồi em ơi, giành lại bãi rồi. Nhưng mà thôi anh em cứ đấu nhanh để còn nhiều hoạt động khác nữa. Đấu nhanh đấu với con ngựa. Không, anh em không đạt được tiêu chí của bang mà bị kích khỏi bang từ hôm qua thì làm gì được nhận lương anh em. Trời ơi, anh em có việc chơi thôi mà không chơi được nữa thì đúng không anh em? Bây giờ anh em không đạt điều kiện của bang đưa ra, em luôn luôn đưa ra cái điều kiện sau khoảng tầm 45 tiếng để cho anh em xong cái tiêu chí đấy mà em off đến cả ngày thì bang thì đúng là gì nữa. Đầu server này quan trọng lắm, anh em phải cho AK của mình có tác dụng một tí. Chơi anh em vào quài. Chốt nha anh em nhá. Đếm mất dậy. Không đếm ạ, không đếm ạ. Vãi lọ. Ừ đếm đi. Bình tĩnh em. Cứ 15 giây, 20 giây nhán lần ấy được rồi. Cho anh em suy nghĩ. Kim Long được Ngô Kim Long. Quyền ơi, cấp Ngô Kim Long rồi. Nãy Peter hạc với tôi hả? Ok. Có chứ, tướng lơ tí tống kim chứ. Tí tống kim chứ, 2k6. Cái áo cho Ngô Kim Long đi Quyền. À ngon. Rứa em đang tìm tên em. Đấu giá kiếm còn dư dạ. Hello Nguyễn Duy nha. À vừa mất 4 triệu xòe kinh nghiệm nhưng mà làm đấu này không. Vừa đánh nhau rồi. 2k6 lên 2 anh em ơi. Đủ kinh nghiệm mà không. Lần 3 đi. Góc đây. Anh em chỉ mong chờ con chiếu dạ. Có một mục tiêu bảo thạch là mấy gái đấy. Đến lúc phải đi tẩy tủy bạn sẽ biết bộ tinh hồng của bạn nó sẽ khó khăn như thế nào nhá. Biết mà. Thôi như là Quyền hay thay đồ nó mới cần tinh hồng thôi chứ còn anh em mình làm gì có đồ hay. Ông nhưng mà một bộ là bao nhiêu cái đấy? Ừ, 6 viên, một bộ là 6 viên. Anh em cứ nhớ rồi em nói hôm nay các bạn, đến lúc anh em sẽ hỏi Quyền ơi bán cho anh một viên với. Thôi, nói chung là anh cái này này anh cho anh mới bốc ra đeo cần đồ mấy, có thì mà không có thì thôi. Cái thằng OLED này mày chọc quậy đúng xe anh à? Đơn giá cho anh em có lương thôi. Nhưng mà không được là của mình. Xem mà cũ hả? Vẫn chơi mà. Khải làm giả tẩu trong ộp thôi, vẫn còn chơi. Ai mất tay lên cái 3k cho anh em mình cái nào. Bộ thứ 2 nha chứ, bộ tinh hồng thứ 2 nha. Dạ đâu. Quý đâu quý. Mấy bộ tinh hồng ấy Quyền? 4 bộ. 4 bộ thôi. Cả server có 6 bộ tinh hồng thôi anh em. Đứt cái tay lên nào. Đưa cả hai tay lên. Em vừa không bán tinh hồng anh em nhá, sau này không bán tinh hồng nhá. Tinh hồng bot ngoài thế giới của bot ra viên đấy anh em. Thiên Vương hả? Bot mới ra đúng không? Bot không ra tinh hồng rồi. Ơ thì mẹ à nó thế thì làm ăn gì? Đúng vậy, thế nó mới có giá. Trời ơi. 77. Bot đại mới ra anh ơi. Mà bot đại còn lâu mới mở. Bot đại còn lâu mới mở. Đúng không rồi à? 2k6 kìa, đấu chung đôi thì mày đấu đi. Ai đấu kìa? Mạnh dạn. 2k7. Đúng đấy, phải. Ôi rồi. Quyền mạnh tay đấy. Quyền tay ra, anh em lo gì cứ nâng tẹt. Ai chọc, ai chọc gậy quá kìa. Cái gì? Hòa 11 đấu giá à? Em đã hỏi ai đúng chưa? Đâm nhau. Đây bây giờ chủ bị đến nữa. Tí nữa đến nữa. Mày lại ngứa tay đấu à? Bà cắt lần 1 anh em ơi. Ngứa lên anh em. Đưa cả hai tay lên. Nói chung là này chỉ có anh Bép tao mới làm được thôi. Nói chung là mà anh Bép làm ở đâu giá chúng lại lé hết ra. Quyền thằng Son nó không chơi ở Quyền. Thằng nào? Thằng Son đi. À đúng rồi, lên trang đây em. Đâu giá được thì giờ tính rồi. Anh Lucas giao dịch bằng ác chiêu trích bông hả? Chắc định 3 game phát. À ừ. Đúng rồi đúng không? Ok. Bộ 2k6 đầu tiên này. Kim trích bông tí một ác nữa là bé tẹo teo cho lại một ác nữa này. Ba chủ mình nhiều tiền anh anh em mình đấu cao lên. Đấu vào. Em có một bộ nhét túi này anh em ra. Từ đây Quyền, ông truy sát hệ thổi bảo PM để phát trừ cho lấy kim gì cơ. Đang đấu giá thì xong đi. Để tí nữa đi hệ thổ với hệ trước rồi. Ui Dương Quyền lửa Dương Kim kia. Mặt dấu kim đấy cầm của anh Nhân Hoàng á. Thì hôm nay anh giao dịch cái gì mà chưa được không? Cầm kim gì mà. Cái kim đấy là kim của anh, mày cầm hộ anh. 250 kìa anh em ơi. 250 vãi lít. Lên tròn tròn đi anh em. Ừ, lên tròn tròn đi. Ở đây kim đâu bán, em mua là đâu bán. Có làm chịu. 2k8 lần 1 anh em ơi. 2k8 lần 2 anh em ơi. Đếm nhanh anh mày ơi. Mày ơi đấm đến 2k9 anh em ơi, 2k9 kìa anh em ơi. 2k9 lần 1 anh em ơi. Biết sao không? Đồng Khải lên đảo rồi. 3k hả? 3k1. 3k1. Đất cái tay lên, đất cái tay đi. Mạnh lên anh ơi. Anh em chơi nhau đấy. Anh em đấy. Đồ không? Bộ tinh hồng canh quá. Gắt quá nhỉ. Lên anh em. Lấy số. Anh em 3k5 anh em. Nếu mà có mic anh em thì có lên cái mic đi cho anh em nghe tên đỡ buồn với cả để anh em hoạt động dễ chứ độc nghe không nói buồn lắm. Độc băng chấu. Ba bộ. Anh em phải biết là tinh hồng bảo thạch của server 7 tháng vẫn có giá 2k4 một bộ. Thì anh em nghĩ đầu server có lãi không? Lãi chứ. Quyền anh đưa cho mày cái truy cấp 9 băng sát này. Đấu cho em. Nghe được thế mà cũng có cái tiền tiền em mua được mà. Anh có chân đéo đâu mà có chùy địt mẹ mày rồi tổn rồi. Sang kinh thành anh đưa cho cái hàm tiền rồi mà đéo. 1 bộ cuối cùng với em nhá. Đứng lại nhá. Tụi đá 3k luôn này thằng thằng Huyền mà nhảy. Ô lết kìa. Mày cũng ngứa người lắm ô lết ạ. Ai chẳng ngứa, với ai. Cái tay lên 3k5 nào. Bụng cuối anh nhá. Vừa nơi cấp áo cho cái ông DHA Zaki kìa để ông ấy, với cả ông truy sát địa phủ để ông ấy kìa. Để tí đó tin chơi. Bộ cuối nhỉ. Bộ cuối đó nè em ơi. Đi anh em. Bộ cuối làm 5k tròn chuyện ạ. 3k2 kìa anh em. Anh em ngồi đi. Anh em ngồi cho Quyền làm 5k đi. Không em có 2 bộ dâm để thay đồ đầu kia. 3k2 một phát tẩy thủy ở cấp 80 phát kìa chim Lucas kìa 3k4 lần nhìn lách vì đào bắn hình được nó hết kim phòng đi lúc đấy mẹ tinh hồng và thạch nó không có đồng ý số được xịt đúng không thì mẹ kim phòng bên này có một bờ dây anh Hải ạ à đồ không hết rồi canh lắm anh chơi có đồ anh mới dám bây giờ mẹ mấy hôm nữa lại xuống đó 4k. 4k. Được. Ông nào được ngứa tay rồi lại lên 4k rồi. Vẫn là ngon bởi vì chỉ cần đấy. Em muốn mua đéo có anh ạ. Đúng rồi. Em đỡ mua được ấy thì mẹ nó không có bởi vì bot tiểu chưa mở, à bot đại chưa mở được sớm ngày. Ôi gần Tết rồi, sắp có event rồi. Event cũng không có rồi anh ơi. Event đợi một tháng nếu mà không kể cả có event bởi vì là S3 có event kinh không ở tay em bọn em vẫn bán 2,5 đều mà. Nó theo bộ rồi, nó 3 tem nó dập rồi nó không nhả rồi anh em ăn đâu. Chứ có phải là event hay không? Event ăn mắc em event được 2 cục. Nào đen 4k1 50 đi. Dạ đấy. Quấy. Chết rồi. Đồ ocean quấy. 4k1 mèo quá. 4k1 kìa, 4k1 kìa. Khải ơi, Khải ơi. Khải quật nó cái. Anh băm luôn. 4k2 luôn băm luôn. Khải lên đâu. Đi dùm thằng auto ạ. Sao không? Với lại đấu nhiều rồi thì anh em có lương nhiều một chút cũng được, nó không quan trọng gì đâu. Anh em đang theo dõi stream trên YouTube nào? Anh Hiền Nguyễn, Function 92, anh Minh Hiếu, tất cả anh em nhé. Với lại cũng đợi dành bộ chuẩn bị lên đảo, do hồi sáng lên đảo rồi. Anh em đang tính toán một điều gì đó. Chốt dừng chốt. Lồn Quý đã cho gợi bánh khen đến lần thứ 3 lại nhảy mẹ lên 4k3. Đó, hay quá. Ôi Khải ơi, để tiền đấu giữa Khải lần cái tay của OLED nhá. OLED bạn ơi. OLED phải lên được 5 viên này phải 1 kim 1 viên bảo đảm. Tôi cần đánh tay của OLED nhá. Cái gì cơ? Rồi đấy OLED à. Bắt điều đấy. Bắt đi. Ai để mua nữa. Tây da, mày dành bãi hả? Mày để mua nữa chứ. Mua nữa mày cứ chuẩn bị 15 kim sẵn đi. Rõ ràng. Rồi tôi chốt đi rồi đây. Tôi di chuyển mắt thông kim trước tí nó đông giống. Giao dịch của anh rồi. Lấy cái hot nhất trong này nè. Anh em ơi, rảnh tay thì phù mẹ vào cái mắt. Anh Linh ơi. Đây. À, rồi. Game mùi Lâm Lê Văn Đào. Lâm An. Anh em đấu giá chung mỗi ngày người cưỡi 246 355. Ok, hello Trần Hùng nha, hello anh em nha. Nãy giờ đấu giá vui quá anh em ơi, mà kinh quá. Ủa kim anh em mình cứ vào hết kim đi. Đường môn này đâu vào được. Kim đi đường nào qua đây. Đâu rồi? Cổ được phù anh ơi, thần thành phù anh ơi. Chiếu dạ, năm kim. Chiếu dạ ngọc sư tồn kìa. Phải điểm 5 kim. Có lẽ được. Đã đủ 11 rồi hả? 12 kim anh em ơi. Chứ không? 13 kim. Anh em phải rút kinh nghiệm nha, đấu tinh hồng nha, lúc đầu nó rẻ lúc sau nó mắc, anh em nhanh đấu đi. Quá hiểu. Sau là 15 kim anh em ơi. Ngựa. Vẫn còn rẻ chán. Lần nữa đi. Đang mình đi tống cái kim nhỉ? Kim này lượng 15k kim anh em ơi. Đi thôi 15 kim năm rồi, vãi lọ. OLED 3 kim anh em ơi. 17 kim anh em ơi. Được. Cần thế nhỉ? Alo. Được rồi, 18 kim anh ơi. Đăng trước, quên đổi đi quên. Ông nào vừa alo đấy nhỉ? Vẫn còn rẻ so với mua tiền vạn 3k vạn một con đấy. Về đây quyền mở mic cho ông Jackie đi, khi ông còn đấu giá lên 40 kim kìa. Đấu trong quyền này thế là của tao, tính là của tao của mày đấy để con biết. DHA Jackie mày trước mà. Quyền mở cái mic cho DHA Jackie. DHA Jackie kìa, ở kênh này luôn đấy, ở Tiên Duy Khải kìa. Mở đấy, anh ấy mở mic rồi đấy. Đó anh mở mic kia là được. 18 kim một người chiếu giả anh em. Lên đi anh em ơi. Đâu, 15 kim là 1 triệu 2 đó, Lục Trần Quang ơi. Làm gì 150k, bất giỡn trời ơi. 15 kim là cái lồn má mày. Là hơn 1,2 triệu đấy. Lo đếm xong mẹ lo chọn cho anh. Là hơn 1,2 triệu đấy. Không, cái kia 18 kim nhất đăng mà. Biết rồi, đâu 18 kim là đang chốt của em. Nhưng mà cuối nó đang đếm lần 2 nó chặn. Mày trong cho nó hẳn 2 kim nữa coi nó có tốn không. Quý ơi, anh cho mày vay 1 kim mày lên mẹ 21 kim này. Mày lên tao cho mày vay 1 kim. Càng quá, càng quá. Cứ phải yên vị đã tí tiếp anh. Bản này fit tiền vạn gấp 3 lần so với server F3 nên là em bóp tiền vạn. Tháng sau không có đủ cả vạn. Thế nó bóp tiền vạn kinh thật đấy mẹ. Cao nhất rồi. Chắc tấm mấy rồi đấy mày. Theo phải giá là 15 vạn, 18 vạn, 100 xu. Vậy là 180 vạn. 1k xu. 1k8 vạn là 10 kim. Mày đặt thế mày hứa rồi. Tầm hơn 20 kim, 23 kim. Có chốt con này đi để con hai đấu nào. Con thứ hai mình đấu khoảng 3 kim thôi. Tính ra thằng Quyền nó làm hai bộ nó một mình nó đấu giá gần 30 kim rồi. Đại gia rồi. Em tao à đây búp, à đây búp, à đây búp. Xin con ngựa. À đây búp. Búp một búp, nó búp một búp. Hơn 1,2 triệu đó, không phải 150k vì nó đông đâu. Em giờ 15 kim rồi nhảy 10 kim không cần cho bùa may mắn vào. Bởi vì em biết chắc là nó sẽ hơn mà. 17 anh em ơi. Chưa con chưa 17 nào, anh vấn đề đấy. Đưa cái tay 20 nhé thế nào. Nhất cái tặc. Bây giờ anh em đừng đấu nữa trong trường mua đi. Đúng rồi. Tao nhầm rồi, tao nhầm. Ngon luôn, ngon luôn, ngon luôn. 17 là ngon luôn gì nữa. Alo Discord 244 set áo hộ một cái. Tiểu sát kìa. Tiểu sát kìa Quyền ơi, tiểu sát bảo set lại cái Discord cho tiểu sát kìa. Tiểu sát ở dưới kìa, ở phòng chờ cấp áo kìa. 6 kim. Tại còn 17k6 cái ảnh nhỉ. Chứ vấn đề gì đâu. Quyền người ta mà. Rồi được rồi. Không có được. 17k6 anh em ơi. Hoàng ơi mày cho anh vay 2 kim để lên 17 phút rồi. 17 xu nào. Rồi mày anh. Chưa có ông chị không. Đang đi hành đen. Bây giờ 74.000 anh em ơi, 1 kim là 74.000 em nha. 71 đâu. 74 anh 71 nào anh nhân đi. 72. Không tầm khoảng gần 74 đấy. Hôm qua tính rồi, sáng nay em tưởng là sao hôm qua bán 68 69 kìa. Mày lấy 100 chia cho 1 ra 72 14 nhân 72 cái là 72 gần 72. Lên đây. Gần 72. Ô làm việc đi mày. Đấy cái rồi còn phải cài cho anh em. Cài có thể. Đó làm việc đây, số đẹp. Cho đếm với mày. Bây anh Khải anh phải lên 5 đâu lên đâu mày không mua là khỏi mua nhá. Mà tí mấy con sau tao lắm em. Có đâu. Đấu đi em. Nhất là phải 18 kim đổ lên, mày không đấu con này mày ra 17k8 đi cho nó nhột. Không đấu thì mình cưỡi túc xương. Tiền mày để làm mắm mà giờ này nhiều kim làm gì. Để ông lắm chứ. Đổ cái đất lô ngon hay không? Chịu toa, lần này cứ phải toa. Đây cũng nhột rồi, nhột rồi, khó chịu rồi, Mày lên hẳn 20 kim luôn. Và đại lý mua con ngựa đẹp nhất hả? Sao Quý? Tao cho thêm 5 xu rồi. Mày cho tao 2k nữa. Quyền phải đặt mức nâng là mỗi lần 1 kim chứ mày nâng. Hello lời trí nha, hello anh em nha. Anh em đang xem thì cho một like chia sẻ chơi anh em ơi. Anh em ở trong bang mà chưa vào Discord, ở trên kênh của em nhá. Discord trên kênh của em. Ra thì nhìn đấu giá này mấy ông. Thôi. Lần 2, lần 3 chốt. Kiếm con cửa cho đẹp à? Đúng rồi, kiếm con nhưng mà cũng vừa thôi anh em. Em lấy lương. Lại còn vào danh lấy lương. lại đi. Ai đấu mình nghỉ. Ban chủ mua một con nha, nhường trường lão anh em khác mua nha. Anh em đã chốt đâu. Nhưng mà đã có 12 k 17 k 9 không? Ok. À do là tưởng là quý chứ anh em kêu là nhường là ngừng tưởng ngừng á. Anh Khải ơi. Ở đâu quê? Ở đây gì vậy? Hay là không có gì. Bọn lồn cái lấy đút ra đã được 17 kim 8 này. Tấu em mua được cái ngày nay em mua phải được 5 bình. Nó lấy đâu ra? Giá tấu. Nó còn giao chút lớn nó làm một đống nick à. Này mày có kim lấy rút đi tí tao đưa cho. Tao chưa làm. Hết rồi. Có nghe mét ông Quyền ơi. Phường Tân Bắc này. Quyền kìa, có phần giao dịch kìa Quyền ơi. Lâu Phường Tân Bắc này Quyền ơi. Ok. Ông Khải ông lên mic ông ấy kêu cứ bảo không nghe mic à ông nói rồi nghe. À Gon. Nãy giờ Gon đấu xong. Đây Phường Tân Bắc anh ơi, con gì kìa. Đây Phường Tân Bắc này. Con đội cuối cùng anh em ơi, đây con cuối cùng nhá. Đôn đi anh em cho lương cao. Đôn lương cao. Tao đôn đấy tao. Con này ấy đôn không mẹ này hơn. Em chơi Ami thì em đéo cần. 16 kim anh em ơi. 16 kim kìa anh em. Sao lại chơi Nam không cần anh? Ồ, Yami cứ chưa hả? Yami cứ chiêu giả mới là hợp lý chứ anh vậy rồi. Kinh nghiệm định lại bây giờ vào tống kim phải giới hạn một ác một phe. Đó, 17 kim 8 nha, đúng chưa? 2 3 4 ok. 2 4 6 8 10 12. Anh em ơi, và kim 7 đấy anh em ơi. 16k5 nha anh em. Rồi ok. Cấp 9x không? Chắc khoảng tầm 83, 84, 85. Đó, đấu anh em con ngựa chiếu dạ đấy. Anh theo anh bút cho đây. 18 kim, 17 kim 8. Anh Lucas không cưỡi ngựa hả? Em đẹp quá rồi nên là em không đấu nữa. Thì là con này có khi rẻ đấy. Đấy. Con này giá 16 kim 5 rồi. OLED 17 kim đi, mày khóc nhiều quá OLED. Em không đủ tiền. Anh cho mày vay 1 kim. Ô lên, vay 1 kim thì người ta biết lực của mình. Mày đấu đi cho người ta sợ em. Đấu nhưng mà không có tiền giao dịch cái mà nạp sau được thì đấu ngay. Mày sợ là quyền được mà. Được không? Được bạn. Bạn là bạn thì đâu cơ mà. Anh chặn ngay. 17 kim ra được chứ. Liếm ngay chứ. Công nợ trả áo hút vòng quanh ơi. Gì nhỉ? Sĩ khí của bang mà bạn phải mắc tay lên chứ. Nó cái gì? 18 bây giờ được Quyền bạn đấu lên 3 được. Quyền giờ bảo mỗi câu là nhà hết lúa rồi. Đó là OLED bại hỏng rồi. Trời, nạp sau thì là dễ, phải giao dịch luôn mới mệt chứ còn nạp sau thì dễ lấy không? Giao dịch luôn thì là không có tại vì admin đang giam tiền. 18 kim 5 kìa bạn ơi, 19 kim bạn ơi. 19 chứ. Nhưng mà không có tiền. Thì anh em bảo rốt rồi lấy có 17 kim đéo đấu giờ đấu 19 kim tiền thư mày. Không quan trọng. Anh ơi, nó được cái bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. 19 kim rồi. Ông Linh. Anh Linh bị giam tiền quê đấy rồi. Ý đồ mà không ăn thua. À, tính ra mình đấu bắt nhất à? 17 kim. Ý đồ anh Linh anh cứ bị giam mất mẹ ăn 17 kim AD chưa chuyển. Tầm 1,5 triệu bạn ơi, tầm 1,5 triệu anh em ơi. Tầm 1,5 triệu. Tường Bắc. Ok, có 4 con là hết rồi. Ai vừa đấu nhỉ? À của Quý. Quý này OLED này có phải đấy nó Quyền đấy. À vào mẹ ăn ấy rồi, vào mẹ ăn tống kim rồi. Ao ra cái gì? Ăn x. Chuẩn bị tống kim anh em ơi. Anh em băng mình tống kim đi khu vực nào vậy? Tống hay băng kim đi chung một lần đánh là đỡ tống lần bài anh em. Kim ơi, Kim Bắc được Quyền hả nó? Phải lồn ngồi chat đi đắc à. Anh em tập trung 100 kim. Ok. Kim đúng không?